Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lấy việc giúp đời làm trách nhiệm. Các vị cần phải lập chí lớn, làm chuyện lớn. Đừng nên nghĩ chuyện làm quan lớn để kiếm nhiều tiền, vì đó chỉ là riêng mình hưởng thụ. Đối với thế giới nhân loại không có cống hiến gì cả. Mình phải nghĩ làm thế nào để xã hội được sung sướng, hạnh phúc, làm thế nào để lợi ích quốc gia, làm thế nào để lợi ích toàn nhân loại. Nghĩ như vậy thì mới là kẻ đại trượng phu, là bậc anh hùng hào kiệt. Các vị đừng ham muốn học làm thầy thuốc chỉ để làm giàu, rồi dù kẻ không có bệnh cũng cứ trích thuốc bừa bãi để kiếm tiền. Như vậy là sai với đạo lý nhân quả, tương lai sẽ đọa địa ngục. Đừng ham làm luật sư vì nghĩ rằng nghề này kiếm ra nhiều tiền, rồi chỉ cần được trả tiền, thì dù người có tội, mình cũng sẽ biện hộ cho hết tội. Nếu đem pháp luật biến thành trò hề trẻ con, thì kẻ bị thua thiệt làm sao có chỗ để kêu oan. Cũng đừng ham làm nhà khoa học chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền mà phát minh những thứ vũ khí giết người, giết hại trăm ngàn vạn kẻ khác. Tiền là thứ làm hại con người, làm cho con người tàn sát lẫn nhau. Người thân biến thành sơ, anh em vì tranh giành gia sản mà biến thành cừu hận, thậm chí vì tiền mà con giết cha. Gần đây, ở Los Angeles, đã xảy ra một chuyện con giết cha như sau. Có một ông nhà giàu, tài sản lên đến 600 triệu đồng. Có lẽ ông ta đã kiếm ra tiền một cách không được chính đáng lắm, y có hai người con. Cả hai đều là thanh niên bất lương. Bởi vì tiền cho nên chúng đã mưu sát cha mình. Các vị coi đó, tiền là vật tốt sao? Chúng ta phải coi tiền như là phân, là đất. Đừng nên bị tiền làm cho mê muội. Cũng không cần phải vì tiền mà nói láo. Mình phải biết an phận thủ thường, tận lực làm việc, vì nhân loại mà tạo điều hạnh phúc. Cho nên có câu, hy sinh tiểu ngã, nhi thành đại ngã. Nghĩa là, hy sinh cái tôi nhỏ bé này để thành tựu lý tưởng cao cả. Đó là chí nguyện vĩ đại, các vị hãy khuyến khích lẫn nhau. Ở trường, đầu tiên các em học sinh phải học làm sao để nên người, không nên học cách nịnh bợ, a dua, xảo trá. Mình không nịnh hót người khác, cũng không thích người khác nịnh hót mình. Phải học làm sao để có học vấn chân thật, biết cách lập ngôn, lập công, lập đức, trở thành bậc anh tài xuất chúng. Điều tôi nói với các em ngày hôm nay, hy vọng các em nhớ lấy, đừng để nghe tai này rồi lọt qua tai kia. Ha ha ha, 问什么的说